Hải cảnh lớn nhất Trung Quốc tiếp cận các khu vực khai thác dầu khí của Việt Nam. Mảnh ghép Ấn Độ trong vấn đề nan giải Nga-Ukraine. Đài Loan tìm kiếm ý tưởng để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc từ cuộc chiến Ukraine. Cựu đại sứ Litva tại Mỹ, chiến tranh Nga-Ukraine là cơ hội cho Đài Loan. Kim Hoa xin kính chào quý khán thính giả. Chúc quý vị một ngày an lành. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn DKN TV để cập nhật tin tức mỗi ngày trên các nền tảng YouTube và Shipchat. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin Biển Đông Đài Loan ngày 31 tháng 3. Mời quý vị cùng theo dõi. Hải cảnh lớn nhất Trung Quốc tiếp cận các khu vực khai thác dầu khí của Việt Nam. Theo thông tin từ dự án đại sứ ký biển Đông, tại vùng biển phía Nam của Việt Nam, tàu hải cảnh lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc mang số hiệu 5901 hoạt động tại khu vực phía Tây Nam bãi đá Tư Chính và ba lần tiếp cận vào các khu vực khai thác dầu khí của Việt Nam tại lô 05.2, 05.3 và lô 06.1 vào các ngày 15, 20 và 25 tháng 3 năm 2022 với mục tiêu là khu vực mỏ Lan Tây, mỏ Hải Thạch và mỏ Mộc Tinh. Mảnh ghép Ấn Độ trong vấn đề nan giải Nga-Ukraine Tác giả Stuti Banaga có bài bình luận đăng trên trang East Asia Forum có tựa đề Mảnh ghép Ấn Độ trong vấn đề nan giải Nga-Ukraine. Thưa quý vị, cuộc chiến Nga-Ukraine đã làm sáng tỏ những hạn chế cũng như vị thế của Ấn Độ như một cường quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ấn Độ đã điều lần bỏ phiếu trắng trong các nghị quyết chống lại Nga xâm lược Ukraine tại Liên Hợp Quốc và vẫn chưa công khai lên án Nga về vụ tấn công Ukraine bởi New Delhi còn nhiều hạn chế trong mối quan hệ với Moscow và có lợi thế địa chính trị trong cuộc khủng hoảng này. Nga có mối quan hệ sâu sắc trong lĩnh vực quốc phòng của Ấn Độ thông qua các mối quan tâm về năng lượng và Nga cũng là nhà cung cấp chính về công nghệ hạt nhân. Về chính trị, Nga cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Ấn Độ trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và vẫn là một đối tác quan trọng trong diễn đàn Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (BRICS). Tuy nhiên, cũng chính mối quan hệ sâu sắc này đã khiến Ấn Độ rơi vào tình thế khó khăn do quan hệ đối tác đang phát triển với Hoa Kỳ. Trong đó, thỏa thuận mua tên lửa S400 do Nga sản xuất đã đặt Ấn Độ dưới cái bóng của đạo luật trừng phạt đối thủ của Washington. Mặt khác, sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực cũng gây phức tạp cho quan hệ của Ấn Độ với Nga. Ấn Độ muốn duy trì tình hữu nghị với Nga để hướng tới các mục tiêu song phương và ngăn chặn Nga xích lại gần hơn với Trung Quốc. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có cổ phần ở Ukraine do các hợp đồng quốc phòng, đặc biệt là hợp đồng trị giá 400 triệu đô la Mỹ để nâng cấp phi đội AN-32 của không quân Ấn Độ. Trong khi các đối tác của Ấn Độ bày tỏ sự thất vọng về việc New Delhi không có khả năng hoặc không sẵn sàng lên án Nga, thì chính phủ Ấn Độ đã thể hiện sự mong muốn tiếp tục con đường đa cực, đặc biệt là đối với Nga. Cuộc chiến ở Ukraine đã làm nổi bật những hạn chế về sức mạnh của Ấn Độ và đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của nước này với tư cách là một tác nhân ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hôm qua thứ Tư 30 tháng 3, tờ Epoch Times đưa tin việc Nga xâm lược Ukraine đã khiến Đài Loan phải cân nhắc hơn về cách tự vệ trong tình huống Trung Quốc đại lục xâm lược. Trước tình hình hiện nay, Đài Loan đã có nhiều cuộc thảo luận mới về vũ khí cũng như chiến thuật quân sự. Cuộc xâm lược Nga-Ukraine được coi là bước soi đường cho Đài Loan tiếp thêm động lực để quốc đảo này cải thiện khả năng tự vệ của mình. Trong những tuần gần đây, cơ quan lập pháp và các chương trình trò chuyện trên truyền hình đã có nhiều cuộc thảo luận về việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vũ khí và chiến thuật. Tổng thống Thái Anh Văn trong một lần phát biểu vào tuần trước đã cho biết, Bộ Quốc phòng Đài Loan cân nhắc có nên kéo dài thời hạn 4 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới hay không. Các cuộc thăm dò mới cho thấy hơn 70% người Đài Loan trưởng thành ủng hộ ý tưởng này. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hôm 23 tháng 3, trên tờ Nhân dân Luật pháp, đưa tin rằng đã thành lập một nhóm công tác về nghiên cứu khả năng kéo dài thời gian tuyển dụng lên 12 tháng và quyết định đó sẽ được đưa ra trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc chính nói, nếu chiến tranh xảy ra ở Đài Loan, 4 tháng huấn luyện quân sự hiện tại của chúng tôi sẽ không đủ. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3, các cuộc diễn tập ứng phó thảm họa thường niên do quân đội Đài Loan điều hành bao gồm các kịch bản thời chiến đối tượng là các tòa nhà bị tên lửa tấn công và bị bốc cháy. Tờ Nhân dân Lập báo và các phương tiện truyền thông gần đây cũng đã thảo luận về các chiến thuật chiến tranh, kiểu du kích và các loại vũ khí được Ukraine sử dụng để giúp quân đội nước nhỏ tránh các lực lượng lớn áp đảo. Trong quá khứ, giới lãnh đạo quân đội Đài Loan thường có xu hướng đầu tư vào các thiết bị cồng cành như máy bay chiến đấu, xe tăng và tàu. Một chính sách đang được các nhà lập pháp và chuyên gia quốc phòng Đài Loan xem xét, đó là dự trữ các máy bay không người lái. Ủy ban quốc phòng của cơ quan lập pháp Đài Loan trong tháng này đã thông qua một đề xuất cần chú trọng đào tạo nhiều hơn về các vũ khí chiến tranh phòng không liên quan đến vũ khí cơ động như tên lửa chống tăng, Javelin và tên lửa phòng không Stinger mà binh lính Ukraine đang áp dụng trên chiến trường. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, các nhà lập pháp đã thúc đẩy bốn máy bay không người lái MQ-9 Reaper mà Mỹ đồng ý bán cho Đài Loan sớm nhất có thể vào năm 2020. Hiện Đài Loan vẫn chưa đặt hàng chính thức. Một quan chức quân đội Đài Loan dự kiến máy bay không người lái sẽ hoạt động vào năm 2025 một số chuyên gia an ninh cho rằng từ cuộc chiến của ukraine cho thấy tầm quan trọng của việc dự trữ vũ khí bởi vì khi một cuộc chiến tranh bắt đầu kho vũ khí di động sẽ nhanh chóng cạn kiệt và phải vận chuyển qua biên giới đất liền từ hoa kỳ và các nước khác bộ trưởng ngoại giao ngô chiêu nhiếp cho biết đài loan sẽ công bố thêm các hợp đồng mua bán vũ khí với mỹ cơ quan nghiên cứu và phát triển quân sự của đài loan đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi sản lượng tên lửa hàng năm bao gồm tên lửa hành trình tầm xa Siong Feng và tên lửa siêu thanh Siong Fang 3, theo báo cáo hồi tháng 2 cho các nhà lập pháp được The Wall Street Journal đưa tin. Báo cáo được biên soạn trước khi cuộc chiến bùng nổ Ukraine và dự kiến sẽ bắt đầu trong năm nay với việc chế tạo máy bay không người lái do Đài Loan sản xuất có thể tự động nổ tung sau khi đánh trúng các mục tiêu quân sự. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến tranh ở eo biển Đài Loan sắp xảy ra. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố sẽ kiểm soát Đài Loan bằng cách sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo nếu cần thiết. Đồng thời, Trung Quốc tăng cường số lượng máy bay quân sự được triển khai trên không thuộc không phận của Đài Loan. Ngoài ra, Đài Loan gần đây đã thành lập một tổ chức đào tạo nhằm cải thiện các lực lượng dự bị quân sự của mình. Hơn hai thập niên qua, Đài Loan luôn thực hiện chính sách nam giới phải phục vụ quân sự trong vòng khoảng 2 năm nhưng khi nền kinh tế Đài Loan phát triển nên nhiều người tập trung vào kinh doanh thì yêu cầu đó đã giảm bớt. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ vẫn đang xem xét các yếu tố như mối đe dọa của kẻ thù, nhu cầu tác chiến và khả năng huấn luyện trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, cuộc chiến Ukraine rõ ràng đã chạm vào một dây thần kinh của Đài Loan. Sách Sharp về cách sống sót sau chiến tranh đã lọt vào danh sách bán chạy nhất đại sứ Đài Bắc tại Hoa Kỳ, bà Tiêu Mỹ Cầm đã viết trên Washington Post vào ngày 25 rằng sự kiên cường của người dân và đất nước Ukraine đã truyền cảm hứng cho Đài Loan. Bà viết, sự sẵn sàng bảo vệ Đài Loan và lối sống dân chủ cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bà Tiêu Mỹ Cầm nói thêm, quyết tâm bảo vệ tự do, dân chủ của người dân Ukraine đã truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho người dân Đài Loan, chống lại mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cựu đại sứ Litva tại Hoa Kỳ Pavilionis chỉ ra rằng cuộc chiến Nga-Ukraine có tác động đến chính trị quốc tế tương đương với sự cố 11 tháng 9. Nhưng nó là một cơ hội quan trọng cho Đài Loan. Ông Pavilionis nói, khi bản chất của các chế độ Nga và Trung Quốc và các mối đe dọa an ninh mà chúng gây ra đã trở nên rõ ràng, Đài Loan nên nắm bắt cơ hội để củng cố sự ủng hộ của quốc tế. Ông Pavilionis tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng, Trước khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, ông và một số nghị sĩ Ukraine đã cùng nhau lên kế hoạch thăm Đài Loan. Và ý tưởng phát triển quan hệ thực chất với Đài Loan cũng được ủng hộ trong hệ thống hành chính Ukraine. Ukraine cuối cùng sẽ đánh bại Nga và chúng tôi ở đây để thực hiện ước mơ của họ. Ông là đại diện Quốc hội Litva từ năm 2016 và trực thuộc Đảng Liên minh Tổ quốc Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo cầm quyền hiện tại trong nhiệm kỳ chủ tịch ủy ban đối ngoại ông đã xúc tiến và chứng kiến việc thành lập văn phòng đại diện Đài Loan ở Litva ông nhắc lại về sự kiện Thiên An Môn tại Trung Quốc ông nói rằng hầu hết sự hiểu biết của Đài Loan về những người lính xe tăng bắt đầu từ sự kiện Thiên An Môn năm 1989 nhưng trên thực tế trên lãnh thổ của các nước thuộc khối Vác Va trước đây không có gì lạ khi dân thường chặn đứng các cuộc tấn công bằng xe tăng theo lệnh của quân chính quyền Xô Viết vào tháng 1 năm 1991 khi Liên Xô đàn áp dã man cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập của Litva. Pavilonis đã đứng trước đầu xe tăng và yêu cầu Hồng quân và lực lượng đặc biệt quay trở lại. Ông Pavilonis hồi tưởng cảnh tượng đẫm máu nhất lúc bấy giờ diễn ra tại khu vực tháp truyền hình Vinius. Bạn bè và bạn cùng lớp của tôi đã chết ngay trước mắt tôi. Nhưng khoảng thời gian đối mặt với mưa đạn ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ông cho đến nay. Ông nói, Tôi đã quyết định vào thời điểm đó rằng tôi muốn làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, không bao giờ cho Nga cơ hội giải quyết các vấn đề bằng vũ lực và đưa Litva trở lại với phương Tây. Litva luôn tự hào về truyền thống ngoại giao lớn nhỏ của mình. Từ khi bị Liên Xô chiếm đóng vào năm 1944 cho đến năm 1990, Litva đã phải vật lộn để duy trì các nhiệm vụ tại các quốc gia như Hoa Kỳ không công nhận quyền thống trị của Liên Xô đối với ba nước Baltic. Ông Pavilionis cho biết, cuộc kháng chiến ngoại giao của Litva vẫn và đang tiếp tục và đã dai dẳng 10 năm. Tuy nhiên, những mối quan tâm hiểu biết về lợi ích quốc gia và theo đuổi mục tiêu của Litva không phải lúc nào cũng được các cường quốc phương Tây công nhận. Do đó, ông Pavilis nhận định không thể loại trừ phương Tây không nhắc lại sai lầm. Khi Litva đang nỗ lực ly khai khỏi Liên bang Xô Viết, chính quyền cấp cao của nhiều nước phương Tây đã khuyên Litva nên tránh những lời nói và hành động quyết liệt và tốt hơn hết là nên nghe theo lời của Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết. Nhưng cũng chính người anh hùng và người theo chủ nghĩa lý tưởng được giới chính trị phương Tây và giới truyền thông ca ngợi này đã ra lệnh đàn áp các phong trào phản kháng và đòi độc lập ở nhiều vùng khác nhau của Liên bang Xô Viết. Còn với người Litva, một khi ly khai khỏi Liên bang Xô Viết sẽ bị thiệt hại về kinh tế, sụp đổ, Litva không có khả năng tạo dựng chỗ đứng trên trường quốc tế. Trong những năm qua, Litva đã cảnh báo các đồng minh châu Âu và Mỹ về mối đe dọa từ Nga và thường bị gán cho là lòng căm thù Nga, hoang tưởng và không thể thoát khỏi cái bóng của lịch sử. Ông Pavilionis nhớ lại rằng Nga đã xâm lược Georgia năm 2008, khi đó với tư cách là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm túc tại Brussels, cố gắng xoa dịu Moscow và lặp lại thảm kịch của thỏa thuận Munich, ký ở Đức Quốc xã năm 1938, trước đó trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn của Litva không được các đối tác chính thống ở châu Âu và Mỹ công nhận. Sau khi cho rằng Georgia cũng có sai lầm các nước phương Tây đã không có hành động hiệu quả trước việc Nga liên tục chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia và sự can thiệp mạnh mẽ của nước này vào công việc nội bộ của Georgia. Năm 2014, Nga sát nhập Crimea của Ukraine và nắm quyền kiểm soát quân sự đối với khu vực phía đông Donbass. Ông Pavilionis nói rằng, vào thời điểm đó, các nhà nước phương Tây sẵn sàng lắng nghe Litva hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục bắt tay với nhà độc tài và nói chuyện bình đẳng ngày 24 tháng 2 năm 2022, nga xâm lược hoàn toàn ukraine, làm dung chuyển trật tự an ninh châu âu và thậm chí toàn cầu. ông pavilionis nhớ lại rằng cựu thủ tướng anh tony blair đã nói với litva trong một cuộc họp rằng sai lầm tồi tệ nhất mà ông mắc phải trong nhiệm kỳ của mình là để nga tham gia nhóm g8. Ông Pavilionis nói rằng, sau khi Nga chính thức gia nhập G8 vào năm 1998, nước này bắt đầu sói mòn và phá hủy các quy tắc liên quan và hệ thống giá trị từ bên trong. Trung Quốc cũng đang làm như vậy. Chiến tranh Nga-Ukraine đã tác động đến các mối quan hệ quốc tế, nhưng nó cũng giúp làm nổi bật màu sắc thực sự của tất cả các bên. Với tư cách là một cường quốc kinh tế và chính trị, Trung Quốc đã khiến quốc tế nghi ngờ khi từ chối trừng phạt và lên án đồng minh của mình là Nga. Ông Pavionis tin rằng Đài Loan nên nắm bắt những thay đổi hiếm có trong bầu không khí chính trị quốc tế, cũng như thời điểm mà nhiều thành tựu trong quá khứ và các quy tắc đang được kiểm tra lại, để giành được và củng cố sự ủng hộ cho một Đài Loan tự do và dân chủ từ mọi tầng lớp xã hội. Ông Pavionis nói, đối với nhiều người Litva đứng lên vì tự do là một điều tất nhiên, nhưng tiếc là không phải tất cả người Litva đều làm như vậy ông kêu gọi đài loan tích cực tăng cường và tích lũy tầm nhìn của mình tại litva đồng thời mở rộng trao đổi song phương liên tục bao gồm đầu tư kinh doanh thành lập các tổ chức tư vấn và sự hiện diện của các phương tiện truyền thông bên cạnh việc thành lập các văn phòng đại diện và xúc tiến các chuyến thăm lẫn nhau litva hiện là một trong những nước có tiếng nói tích cực và mạnh mẽ nhất đối với ukraine trên trường quốc tế Pavi Leonis nói rằng, mặc dù Litva và Đài Loan đều không phải là cường quốc, nhưng chúng tôi tác động đến các cường quốc để bảo vệ các quyền tự do và quyền tự do của họ. Cho rằng Litva luôn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các lực lượng tự do và dân chủ trong khu vực. Ông Pavilionis cho rằng Litva là cơ sở lý tưởng để Đài Loan mở rộng quan hệ với các nước Trung và Đông Âu. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông e Biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.